Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ted Trần TV. Và ngày hôm nay thì mình có một buổi livestream tôi nghĩ rằng là cũng khá là gọi là đột xuất, bởi vì thực ra tôi mới nhận được một thông tin rất nóng từ người đại diện của Hoàng Đức. Chính vì thế mà cũng muốn là chia sẻ cho anh em luôn, mặc dù giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm đúng không? 18 giờ. Cũng chưa giờ livestream một cái khung giờ nó đặc biệt như này nếu như không có trường học của đội tuyển Việt Nam. Rồi, xin chào Cây Tên Cây, xin chào Công Phúc, xin chào Huỳnh Thái Nguyễn, xin chào Công Phúc, xin chào Cờ Đỏ Sao Vàng, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì một trong những lý do mà mình nhận được thông tin và mình cũng muốn chia sẻ các bạn luôn, đó chính là mới đây thôi thì là người đại diện của Hoàng Đức cũng như là Hoàng Đức đã có mặt ở Thái Lan khoảng tầm 2-3 ngày. Đúng ra là ngay sau khi mà Hoàng Đức cùng người đại diện của mình tham dự cái lễ cưới của Quang Hải thì đã có di chuyển sang Thái Lan luôn để thăm cơ sở vật chất của một đội bóng ở Thái Lan. Trước khi mà thăm cơ sở vật chất của một đội bóng ở bên, không phải một nhá, mà 3 đội bóng ở thủ đô Bangkok, thì cũng phải chia sẻ với các bạn là Hoàng Đức cùng người đại diện đã nâng lên đặt xuống rất là kỹ càng trước khi có mặt tại Thái Lan, bởi vì có cả những lời đề nghị đến từ Nhật Bản, nhưng xét thấy một số những cái vấn đề yếu tố, ví dụ như trường hợp liên quan đến cái tuổi tác của Hoàng Đức. Thực ra là Hoàng Đức sinh năm 98, đúng ra cũng không phải là một cầu thủ quá trẻ nữa, và thời gian để mà gọi là thất bại, thời gian để mà sửa sai nó không có quá nhiều nữa. Thành ra là Hoàng Đức cùng người đại diện đang lựa chọn một cái sự lựa chọn an toàn hơn ở một môi trường như Thái Lan. Khi mà đến Thái Lan thì ngoài những cái thứ liên quan đến cơ sở vật chất, liên quan đến các cái deal hợp đồng, liên quan đến tất cả những cái gì liên quan gọi là cơ hội được thi đấu, nó còn có một cái điều nữa mà khiến Hoàng Đức cùng người đại diện thực sự lung lay và thuyết phục được Hoàng Đức có mặt tại Thái Lan để thăm cơ sở vật chất của một số đội bóng ở đây. Đó chính là việc là hoàn toàn có cơ hội được đi Nhật Bản sau khi ký một năm hợp đồng, sau khi ký hợp đồng với cả đội bóng Thái Lan, tức là năm kế tiếp sau khi đến với cả đội bóng Thái Lan thì hoàn toàn Hoàng Đức có cơ hội được đến với cả J-League. Đây là một cái điều kiện tôi nghĩ rằng cũng là một trong những điều kiện cơ bản và gọi là quyết định là Hoàng Đức có thể sang Thái Lan hay không. Vì là ở Thái Lan ấy, người ta mua bản quyền cái giải đấu J-League. Chính vì thế mà tại J-League người ta tạo điều kiện tối đa cho các đội bóng tại Thái Lan mang cầu thủ sang, có thể là để thử việc. Đấy, và cái cơ hội của Hoàng Đức thi đấu tại J-League là có. Hoàng Đức rất muốn thi đấu tại J-League bởi vì đấy là một cái giải đấu đẳng cấp cao. Nói gì thì nói thì thực ra là Thái Lan vẫn là một cái nơi mà chúng ta thấy là rất nhiều những cái điều kiện cơ sở vật chất tốt, nhưng so sánh với Việt Nam thì nó chưa thực sự quá nhỉnh hơn. Mặc dù mình nghĩ rằng là Thái Lan nhỉnh hơn nhá, nhưng mà để bảo là vượt trội hơn một cách hoàn toàn ấy thì mình nghĩ rằng là chưa thực sự là quá vượt ngưỡng, và Nhật Bản sẽ là nơi mà gọi là khiến cho Hoàng Đức thực sự nổi bật. Mặc dù vậy là Hoàng Đức cùng người đại diện cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Thế thì trước khi mà chia sẻ cho các bạn câu chuyện cụ thể về cái việc là Hoàng Đức sang Thái Lan như thế nào, thì cũng chào anh em một chút đã. Xin chào bạn Tony Hoàng 79, xin chào bạn Trần Doanh, xin chào bạn Trần Kiệt Vlog, xin chào bạn Tuấn Phương, Thọ Quách Chiến Đinh, Tony Hoàng 79 rồi. Xin chào Huy Nguyễn, Nguyễn Đức Trung. Nhiều bạn đang có bạn đang Thư Đặng Văn đang nói là thôi cứ ở Việt Nam cho lành. Đấy thì từ chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện đấy. Tại sao Hoàng Đức lại không muốn ở Việt Nam nữa, và tại sao người hâm mộ Việt Nam lại nghĩ rằng là cầu thủ như Hoàng Đức ở Việt Nam cho lành ấy? Bởi vì thực ra trong cái quá khứ của chúng ta có rất nhiều những cầu thủ đi nước ngoài và thất bại rồi các bạn, đúng không? Rất nhiều những cầu thủ đi nước ngoài thất bại rồi. Nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc là những cầu thủ có tài của Việt Nam chấp nhận một việc là cứ mãi ở Việt Nam. Ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản thì các bạn có thể biết được là các cầu thủ này, các cầu thủ của các nước này họ đi sang nước ngoài và thất bại rất nhiều, và phải đến hàng nghìn người thì mới có những người như Park Ji Sung, như Son Heung-min đấy, hay là Shunsuke Nakamura, hay là Keisuke Honda. Tức là phải trải qua rất nhiều những thất bại của những người đàn anh đi trước thì mới có được những cái người thành công. Thì tôi nghĩ rằng là những trường hợp của những người đi trước, ví dụ như Công Vinh, như Công Phượng, như Văn Toàn, đúng không, như Xuân Trường, Tuấn Anh, nếu về nói về mặt gọi là thành công thì đương nhiên là chúng ta không thể thừa nhận được đó là thành công được. Nhưng đó sẽ là kinh nghiệm, là bài học và là hành trang để cho những người đi sau người ta tiếp tục đi. Không thể nào mà chúng ta không đi được. Nếu mà chúng ta không đi thì bóng đá của chúng ta nó sẽ không đi đúng với cái tiến trình phát triển của một cái của bóng đá Việt Nam. Ở đâu cũng thế thôi, để mà đi lên thì phải có những người ra nước ngoài. Hoàng Đức đang là một trong những người có được điều kiện đấy, đang là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Thì đến đúng 1000 người thì tôi sẽ kể câu chuyện Hoàng Đức sang Thái Lan như thế nào, bởi vì tôi cũng đã vừa nhận được thông tin rất là nóng. Hoàng Đức sang thủ đô Bangkok, và chính xác là sang đến 3 câu lạc bộ, không chỉ một câu lạc bộ. Lúc này thì các bạn có thể thấy được trên một số những cái trang báo chính thống, đặc biệt là một số trang mạng xã hội nói về việc là Hoàng Đức sang một số những cái địa điểm, ví dụ như là Bangkok United, Pathum, BG Pathum. Nhưng mà các bạn biết ở thủ đô Bangkok có mấy đội bóng không? Đây nhá, tôi xin đọc. Thủ đô Bangkok có Bangkok United, PG Pathum, Muang Thong United, Polistero, Port FC, Nakhon Pathum United. Tức là ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đội bóng, 6 đội bóng ở thủ đô Bangkok. Và thực ra ấy, là Hoàng Đức đi đội bóng nào thì tôi cũng phải chia sẻ với các bạn là lúc này thì không được cung cấp một thông tin chính xác cụ thể, bởi vì đây cũng là yêu cầu từ phía đội bóng chủ quản. Đội bóng mà họ mời đến thăm họ không muốn được tiết lộ một cách cụ thể. Nhưng có thể nói với các bạn, đây là 3 đội bóng hàng đầu tại Thái League, thì các bạn đủ có thể đoán được. Tôi nghĩ rằng là bản thân mình cũng có thể đi đưa những dự đoán, ví dụ như Bangkok United, hay là Muang Thong, hay là Port FC, hay là PG Pathum, đều là những đội bóng nằm trong top các đội bóng mạnh tại J-League, tại Thái League, đúng không? Thế thì tại Bangkok United thì tôi cũng đã đến rồi, tại Muang Thong United cũng đã đến rồi. Phải nói thật với các bạn là Muang Thong United là một đội bóng ngày xưa người ta coi đây là Manchester United của bóng đá Thái Lan, với một cái tên khá là giống, đúng không? Muang Thong United. Bên cạnh đấy là cơ sở vật chất cũng rất là giống. Thế thì Hoàng Đức sang đấy để làm gì? Xin thưa các bạn là Hoàng Đức sang đấy không phải để ký hợp đồng luôn. Cái điều mà người ta mong muốn Hoàng Đức sang đấy là người ta muốn là gặp gỡ, trao đổi. Đấy là điều cực kỳ quan trọng. Gặp gỡ, trao đổi, và có một cái điều rất cơ bản và cực kỳ quan trọng, đó là họ đã nghiên cứu Hoàng Đức rất kỹ. Và khi sang đến đấy thì họ đưa ra 3 vị trí Hoàng Đức có thể chơi. Trong đó có một vị trí cực kỳ sở trường, đó là vị trí tiền vệ trung tâm. 3 vị trí các bạn nhé. Xin thưa các bạn là 3 vị trí Hoàng Đức chơi, thì trong đó có một vị trí cực kỳ sở trường là Hoàng Đức hoàn toàn có thể chơi hay, đó là vị trí tiền vệ trung tâm. Và bên cạnh đấy thì giám đốc kỹ thuật, rồi là giám đốc điều hành, huấn luyện viên trưởng, cùng với đấy là những người trợ lý chuyên môn cũng đã gặp gỡ Hoàng Đức cũng như người đại diện để trao đổi về việc được thi đấu chính thức. Hoàng Đức có mặt ở đội bóng mới nếu như đồng ý vào một số những điều khoản, thì Hoàng Đức sẽ được thi đấu ở vị trí sở trường là một. Thứ hai là thi đấu chính thức, đấy là điều cực kỳ quan trọng. Được thi đấu chính thức ở đội bóng đó, đấy là điều thứ hai. Thứ ba là cũng xin tiết lộ với các bạn luôn, đó là Hoàng Đức sẽ không có lót tay mà chỉ có lương thôi. Bởi vì là ở bên Thái League người ta sẽ không có lót tay giống như Việt Nam mà có lương, nhưng mà lương rất cao. Nó cỡ khoảng hơn 20.000 đô la một tháng. Rất cao, đúng không ạ? 20.000 đô, đúng không? Tôi check lại một chút cho nó chuẩn nhá. Check lại một chút, nó chuẩn. Hơn 20.000 đô. Thì các bạn phải biết là nó cao như nào. Tôi cứ tính là 10.000 đô là khoảng tầm 250 triệu. Tức là 20.000 đô. Thì nó rơi vào khoảng tầm... wow, cao đấy chứ. 20.000 đô là khoảng 500 triệu. Rất cao. Một mức lương rất cao vì không có lót tay mà các bạn. Đó là một mức lương tôi nghĩ rằng khá là tuyệt vời so với mặt bằng chung tại Việt Nam. Đấy là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Không có lót tay các bạn nhé. Cái điều tiếp theo là tất cả mọi hợp đồng quảng cáo của Hoàng Đức ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhé, xin được nhắc lại là tất cả mọi hợp đồng quảng cáo của Hoàng Đức ở Việt Nam thì Hoàng Đức sẽ được lĩnh chọn toàn bộ bên phía Thái Lan, bên phía đội bóng tại Thái Lan người ta không can thiệp. Nhưng các hợp đồng quảng cáo ở Thái Lan, tại lãnh thổ Thái Lan, đấy, các nhãn hàng ở Thái Lan, thì đội bóng ở bên phía Thái Lan người ta sẽ lấy 3 phần, tức là 30%, 70% sẽ thuộc về Hoàng Đức. Được chưa ạ? Đó là những thông tin rất cơ bản mà tôi cũng vừa nắm được thôi. Xin được nhắc lại cho các bạn một lần nữa. Hoàng Đức đến thăm 3 câu lạc bộ hàng đầu tại Thái League ở khu vực thủ đô Bangkok trong khoảng 2 ngày thôi. Ngay sau khi kết thúc cái bữa tiệc đám cưới của Quang Hải, Hoàng Đức cùng người đại diện của mình đã di chuyển sang Thái Lan luôn và đã có buổi thăm 3 câu lạc bộ tại thủ đô Bangkok. Buổi làm việc ngoài thăm cơ sở vật chất thì Hoàng Đức rất là thích rồi, nhưng nó còn những cái liên quan đến vấn đề về hợp đồng Hoàng Đức cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Trong đấy có việc đó chính là mức lương của Hoàng Đức nó rơi vào khoảng hơn 20.000 USD, tức là khoảng 500 triệu Việt Nam, tiền Việt Nam một tháng, và không có lót tay, khác hoàn toàn với Việt Nam, khác hoàn toàn với rất nhiều các đội bóng hàng đầu thế giới, đúng không? Có lót tay, nhưng mà đây không có lót tay và nó chỉ có lương thôi. Nó giống với trường hợp của Văn Lâm ngày xưa ấy, khi mà đá cho Muang Thong ấy, bắt cho Muang Thong ấy, thì cái điều này được người đại diện của Văn Lâm ốp về Việt Nam. Thì hiện tại thì thực ra là Văn Lâm ký hợp đồng với câu lạc bộ Bình Định thì cũng không có lót tay mà chỉ có lương thôi. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là Hoàng Đức sẽ, các hợp đồng quảng cáo của Hoàng Đức tại Việt Nam ấy, thì Hoàng Đức sẽ được lĩnh chọn toàn bộ. Còn các hợp đồng quảng cáo các nhãn hàng ở Thái Lan thì Hoàng Đức sẽ được ăn 70%, còn 30% thì câu lạc bộ chủ quản người ta sẽ lấy. Mà cái điều mình nghĩ rằng quan trọng nhất với người hâm mộ của chúng ta, đặc biệt với cá nhân Hoàng Đức ấy, đó là vấn đề về chuyên môn ấy, là Hoàng Đức sẽ được thi đấu một trong 3 vị trí. Trong một trong 3 vị trí đấy, mình xin tiết lộ đó là một trong những vị trí cực kỳ sở trường của Hoàng Đức, đó chính là vị trí tiền vệ trung tâm. Đó. Thứ hai là bên cạnh đấy là cái điều tích cực nhất, đó là khi mà gặp gỡ các đội bóng này ấy, thì có sự góp mặt của cả huấn luyện viên trưởng, giám đốc kỹ thuật, giám đốc điều hành và những người làm chuyên môn. Người ta gặp trực tiếp và người ta nói rất nhiều. Thực ra là bây giờ nếu mà chúng ta phân tích kỹ về các đội bóng thì chúng ta sẽ ra ngay là các đội bóng người ta cần vị trí nào. Ví dụ như các trường hợp của Muang Thong, của gọi là BG Pathum, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là đây đều là những cái đội bóng mà cần những cái vị trí tiền vệ trung tâm, đúng không ạ? Đấy là điều rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái điều kiện vô cùng cần thiết để Hoàng Đức có thể biết được cái cơ hội của mình được thi đấu thường xuyên hay không. Thực ra là chúng ta đều mong muốn là các cầu thủ của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhưng mà cơ hội của các cầu thủ đấy được đá chính như thế nào, đấy là một điều cực kỳ quan trọng. Và nếu như mà Hoàng Đức mà được đá chính tại câu lạc bộ tại Thái Lan thì tôi nghĩ đấy là một cái điều rất tích cực rồi. Nó khác với trường hợp của Xuân Trường ngày xưa sang Thái Lan dự bị rất là nhiều, nó khiến chúng ta rất là lo lắng. Và bản thân Xuân Trường sau một quãng thời gian dài không được thi đấu cũng đã mất đi phong độ. Khác với trường hợp của Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm là một trường hợp thủ môn xuất sắc, và thủ môn thì sự cạnh tranh vị trí của thủ môn đương nhiên nó cũng rất là cao. Và nhưng mà mình nghĩ rằng là với một cầu thủ tiền vệ trung tâm mà được đá chính tại Thái Lan ấy, thì nó cũng là một cái thể hiện đẳng cấp cao với một trường hợp như tiền vệ Hoàng Đức. Và nếu như tiền vệ Hoàng Đức mà được thi đấu ở một trong những đội bóng theo kiểu Bangkok United hay là PG Pathum ấy, thực sự đấy là một trong những đội bóng cạnh tranh chức vô địch, thì sẽ là một cái điều tuyệt vời luôn. Mình nghĩ rằng rất tuyệt vời và rất tích cực luôn. Hợp đồng của Hoàng Đức với câu lạc bộ Viettel thì sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Đấy là điều mà có lẽ là chúng ta thấy là Hoàng Đức hoàn toàn có thể ra đi sau năm 2024, đúng không? Sau khi kết thúc vào tháng 1 năm 2025 thì thực ra là Hoàng Đức là bắt đầu là kết thúc hợp đồng và có thể di chuyển sang đội bóng mới ngay lập tức để có thể bắt đầu cho mùa giải mới rồi. Và có thể coi là mùa giải này tại Viettel, Thành Công Viettel sẽ là một mùa giải tạm biệt của Hoàng Đức. Mà mình biết là rất nhiều người mong muốn Hoàng Đức ở lại, thậm chí là các bộ chủ quản cũng mong muốn Hoàng Đức ở lại. Nhưng với cá nhân mình thì mình thực sự mình nghĩ rằng Hoàng Đức cũng nên tìm một nơi ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là có một cái đẳng cấp cao hơn, ví dụ như Thái League, để có thể có được cơ hội thi đấu chính thức, để biết được là ở bên nước ngoài người ta thi đấu như thế nào, ở bên cái môi trường bóng đá nước ngoài. Và mặc dù hơi muộn ở độ tuổi, nhưng mình nghĩ rằng cái bước đi của Hoàng Đức là một bước đi rất chắc. Một môi trường như Thái Lan sẽ giúp cho Hoàng Đức có được thi đấu chính thức. Có được cơ hội thi đấu chính thức thì sẽ giúp cho Hoàng Đức không bị mất phong độ và vẫn đóng góp được cho đội tuyển Việt Nam. Bởi vì dẫu sao thì Hoàng Đức ở một độ tuổi 1998 thì vẫn còn rất nhiều cái cơ hội để giúp cho bóng đá Việt Nam thêm khoảng 5 năm nữa, 7 năm nữa là chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? Rồi bây giờ đọc comment mọi người một chút. Không có Buriram. Đợt vừa rồi thì sang chủ yếu Hoàng Đức sang thăm Bangkok thôi. Có một điều mà cũng rất là vui khi mà mình cũng chia sẻ các bạn là nếu như trong trường hợp mà Hoàng Đức sang Thái Lan, sau đó là ký hợp đồng với đội bóng tại Thái Lan, thì cái cơ hội đùa của mình cũng đương nhiên rồi, anh em tác nghiệp cũng có thể sang để tác nghiệp những cái hình ảnh Hoàng Đức ký hợp đồng với đội bóng Thái Lan. Đấy là điều mà rất là tuyệt vời. Và biết đâu chúng ta sẽ có được những hình ảnh đầu tiên của Hoàng Đức tập luyện bắt tay các đồng đội mới. Và bây giờ sẽ là những cái cơ hội của các anh em phóng viên được sang để chứng kiến Hoàng Đức thi đấu tại Thái Lan. Cũng giống như ngày xưa chúng ta sang Thái Lan, chúng ta đến Buriram chúng ta xem Xuân Trường thi đấu, hay sang Muang Thong để xem Đặng Văn Lâm. Thì bây giờ sẽ là một cơ hội để chứng kiến Hoàng Đức. Đấy là một điều rất tích cực, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, có một số bạn đang nói là bây giờ thông tin chưa chính thức thì chúng ta chưa nên tin. Thì bản thân mình thì mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn đây là câu chuyện Hoàng Đức sang thăm, chứ còn chưa chính thức ký hợp đồng các bạn ạ. Bởi vì bây giờ vẫn còn hợp đồng với cả thể công Viettel, chưa thể nào mà ký chính thức được. Đấy. Ok. Xuất ngoại sang Thái là cá ngoan, có ngon rồi. BG Pathum là Bangkok Crash. Không phải các bạn nhé. PG Pathum sợ là Bangkok Crash được. 500 triệu thì ở Việt Nam sẽ có cơ bộ trả hơn. Đi Thái không ăn thua. Đúng thật, nếu như bạn tránh này bạn nói cũng đúng. Tức là nếu như ở Việt Nam thì sẵn sàng có cơ bộ trả hơn 500 triệu một tháng cho Hoàng Đức. Tôi tin là như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tham vọng và cái mong muốn của một người chơi bóng đẳng cấp cao như Hoàng Đức thì rất muốn là được trải nghiệm bầu không khí thi đấu ở nước ngoài. Thực ra ấy, các bạn phải hiểu một điều là thực ra đi nước ngoài ấy, nếu như mà chỉ nghĩ cho bản thân ấy, thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam một người như Hoàng Đức kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà Hoàng Đức, tôi tin rằng Hoàng Đức không chỉ nghĩ cho bản thân, Hoàng Đức còn nghĩ cho bóng đá Việt Nam nữa. Vì Hoàng Đức khi mà đi ấy, cái kinh nghiệm của các bạn học được ấy, thì chắc chắn bạn ấy sẽ mang về giúp ích cho bóng đá Việt Nam rất là nhiều. Các bạn có tin không? Kể cả những người như Xuân Trường, như Công Phượng, như Tuấn Anh, như Văn Toàn, khi đi nước ngoài rồi ấy, cái điều mà các bạn mang về cho bóng đá Việt Nam đó chính là các bạn ấy chia sẻ được cái kinh nghiệm của bản thân mình cho các cầu thủ trẻ, chia sẻ được cái kinh nghiệm của bản thân mình cho các cầu thủ trẻ, đồng nghĩa với việc là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nó sẽ rõ rệt hơn. Và khi các bạn trẻ, các bạn ấy có được những kinh nghiệm đấy rồi, các bạn ra Việt Nam, ra nước ngoài các bạn thi đấu đỡ bỡ ngỡ hơn. Đấy là những điều cực kỳ quan trọng. Và các bạn phải hiểu là khi mà các cái đội bóng hàng đầu, các đất nước hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản ấy, có được những cầu thủ như Son Heung-min, như gọi là Kagawa hay là Mitoma các thứ như bây giờ ấy, thì người ta phải có biết bao nhiêu cầu thủ ra nước ngoài và thất bại rồi, hàng nghìn cầu thủ ra nước ngoài và không thành công, thì người ta mới có được những cái người được như bây giờ. Vì khi mà đi rồi thì người ta mới hiểu được là người ta cần cái gì, người ta thiếu cái gì, người ta cần bổ sung cái gì, người ta chia sẻ về. Giống như kiểu ở các cái lĩnh vực khác nhau ấy, chúng ta hay phải nhờ những chuyên gia hàng đầu thế giới về để chia sẻ kinh nghiệm. Thì bây giờ chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta học, chúng ta như kiểu đi du học ấy, thì tại sao chúng ta lại có được những cái người mà sau khi trở về người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta có được cái học thức tốt hơn. Đấy thì cũng là Hoàng Đức cũng mong muốn điều đấy. Bạn ấy mong muốn đi. Đương nhiên là khi mà đi thì không thể nói được là bạn ấy sẽ không thất bại. Bởi vì tôi tin rằng nếu mà đi ở một cái đội bóng hợp lý thì bạn ấy được đá chính, thậm chí được đá bóng đội trưởng, thì tôi nghĩ rằng là một thành công rất lớn với sự nghiệp cá nhân của một cầu thủ như Hoàng Đức. Thậm chí là trong khoảng tầm 5-7 năm tới, khi mà bạn ấy có một cái sự cọ sát đỉnh cao như thế thì bạn ấy cũng có thể giúp được cho bóng đá Việt Nam ít nhất 5-7 năm tới ở đấu trường khu vực. Bởi vì bạn ấy đã từng đối đầu với nhiều cầu thủ bóng đá Thái Lan rồi, đối đầu với nhiều các cầu thủ ở khu vực rồi, thì là các bạn ấy biết được là ở khu vực người ta chơi như nào, bóng đá Thái Lan người ta chơi như nào, đúng không? Thì bạn ấy đối đầu với những đồng đội cũ thì cũng là hiểu hơn. Tôi tin rằng bóng đá nó là một cái sự gọi là đi một ngày đàng học một sáng khôn, nó rất là rõ. Tôi nghĩ rằng là nếu như nghĩ tích cực cho bóng đá Việt Nam ấy, thì những cầu thủ như Hoàng Đức đúng là phải nên đi rất là nhiều. Còn tôi thật với bạn, nếu mà nói về tiền ấy, thì ở Việt Nam có nhiều cái đội bóng, có nhiều đại gia còn trả Hoàng Đức nhiều tiền hơn thế rất nhiều, chắc chắn là như thế. Thậm chí ở Việt Nam kiếm tiền được dễ hơn, hợp đồng quảng cáo nhiều hơn, gần gũi gia đình hơn, đi lại tuyệt vời hơn. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng một cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, không có nói là quá trẻ nữa, nhưng một cầu thủ đẳng cấp như Hoàng Đức đi để mang về cho bản thân giá trị về mặt gọi là kiến thức, giá trị về mặt đẳng cấp, nó nâng lên một tầm cao mới. Và khi mà bạn ấy về ấy, thì tôi tin rằng là các người mà chơi cùng đội tuyển với Hoàng Đức cũng sẽ học hỏi được thêm rất là nhiều. Nhiều khi các bạn phải hiểu là khi mà chúng ta lẩn quẩn ở trong nước, chúng ta tập luyện, chúng ta thi đấu ấy, chúng ta va chạm ấy, chúng ta chưa biết được những mánh khóe của những đội bóng khác. Nhưng mà khi chúng ta đi ra nước ngoài, chỉ cần một tuần thôi là biết đâu chúng ta đã biết được là hóa ra đội này nó tập như này, hóa ra đối thủ chúng ta đã tập như kia, hóa ra cách vận hành nó thế này, cách vận hành như thế kia. Chúng ta truyền đạt thông tin về nhà. Ngày xưa thì bóng đá Việt Nam của chúng ta nó cái gọi là cái định nghĩa liên quan đến việc ăn ở tập trung ấy, nó là rất rõ rệt. Nhưng mà khi mà bắt đầu chúng ta có sự hội nhập, chúng ta có được những cái người đi nước ngoài về rồi, thì các bạn biết được là bây giờ ví dụ như câu lạc bộ Hà Nội, cái việc ăn ở tập trung nó không có, chỉ có những đội trẻ thôi. Thì chủ yếu là các cầu thủ chuyên nghiệp ở đỉnh cao đội 1 thì sẽ ở riêng, và đến buổi tập thì sẽ hội quân. Nó là một sự chuyên nghiệp, và các đội bóng lớn toàn thế. Hay đợt tôi rằng Port FC cũng thế, một đội bóng hạng 2 tại Pháp cũng ăn ở riêng, không tập trung ở câu lạc bộ. Thì cái điều này là cái điều mà nghe thì nó tưởng là nó rất là bình thường, nhưng mà mãi đến mấy năm gần đây chúng ta mới làm. Bởi vì là ngày xưa chúng ta chưa được du nhập những điều đấy. Đấy là những chi tiết rất nhỏ các bạn nhé. Ngay thì sau này nó còn cái việc ăn uống, còn cả việc đi lại, đấy là những cái sinh hoạt bên ngoài. Sau đấy trong cái buổi tập nó cũng là những cái thứ rất khác nhau. Ngày xưa chúng ta đâu có những cái người gọi là thuần trợ lý thể lực, đúng không? Bác sĩ riêng các thứ, bây giờ chúng ta bắt đầu có. Thì đấy đều là những thứ mà chúng ta được đi học ở nước ngoài, chúng ta được tiếp cận. Và những cầu thủ sẽ càng đi kỹ hơn ở những cái buổi tập, ở những cú sút, ở những đường truyền. Càng kỹ hơn thì chúng ta sẽ càng học hỏi được nhiều hơn. Thậm chí kể cả việc xỏ dây giày thôi, nó cũng là một cái chi tiết khác biệt. Hôm trước thì các bạn, nếu như các bạn mà gọi là mua những đôi giày mới, giày hãng, đôi giày xịn ấy, và nếu mà những ai không có kinh nghiệm xỏ giày ấy, các bạn đi giày đá bóng, các bạn ra sân bóng, các bạn rất hay bị tuột, vì nó mới, nó trơn lắm. Nhưng mà có cái người chuyên nghiệp, người ta mới hướng dẫn. Ví dụ tôi đi gặp những người đấy, tôi gặp cầu thủ, họ mới hướng dẫn là đây, buộc dây giày như này nó không bị tuột này, thì mình mới hiểu. Đấy, các bạn phải hiểu, đang đá bóng mà tụt dây giày đúng không, rất khó chịu. Nhưng mà từ những chi tiết nhỏ đấy, người ta hướng dẫn cho mình, thì mình mới bắt đầu để chúng ta là tập trung vào trận đấu. Hay kể cả chuyện đi ống đồng thôi, lót xì đồng, lót ống quyển của chúng ta ấy. Nếu như chúng ta không phải là những người mà hội nhập, chúng ta không biết được cái kinh nghiệm để lót ống đồng vào đâu cho đúng, thì các bạn sẽ phải lót sai vị trí. Sai vị trí dẫn đến là rất nhiều những cái pha vào bóng chúng ta bị chấn thương. Hay là những việc là đi tất cũng thế. Tất cả những chi tiết đấy thì các bạn phải đi học hỏi, các bạn phải hội nhập, các bạn phải đi học rất là nhiều thì mới ra được. Nhưng mà ở bên nước ngoài những cái việc đấy là những người học nhau thường xuyên ở những cái môi trường chuyên nghiệp rồi. Đấy thì mình cũng chia sẻ cho các bạn như thế để các bạn phải hiểu là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Với Hoàng Đức thì cũng xin là thực sự là rất là chúc mừng cho Hoàng Đức nếu như Hoàng Đức có được một bản hợp đồng với một đội bóng tại Thái Lan. Mình nghĩ rằng là tất cả người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi bản hợp đồng như thế. Và việc mà chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta thấy là đang chỉ có đúng Công Phượng là cầu thủ đang thiếu tại nước ngoài ấy, thì bổ sung thêm cầu thủ như Hoàng Đức nữa sẽ là một cái điều tích cực cho đội tuyển quốc gia. Và tôi nghĩ rằng là trong cái năm sau không chỉ có Hoàng Đức đâu, sẽ còn Quang Hải nữa. Quang Hải sẽ tiếp tục đi nước ngoài. Đấy là cái mong muốn không chỉ của Quang Hải đâu, mà tôi nghĩ rằng là những người làm chuyên môn người ta cũng cảm thấy là Quang Hải cũng nên đi, có thể là Thái Lan. Các bạn nhớ, cũng có thể là Thái Lan, có thể là những cái địa điểm nó phù hợp với Quang Hải hơn so với trước đây, so với châu Âu. Đấy là một điểm mà tôi nghĩ rằng là vô cùng tích cực với bóng đá Việt Nam chúng ta. Rồi, đọc comment các bạn một chút nhá. Duy Phạm, Ted Trần cho hỏi nếu U23 Việt Nam vào Olympic thì ba cầu thủ quá tuổi nào sẽ được gọi? Lúc này thì chưa có thông tin về đấy các bạn. Chúng ta đến Olympic đã. Thế còn cái việc gọi như thế nào thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ đợi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là để với một mục tiêu như Olympic thì chúng ta sẽ phải gọi những con người rất chất lượng. Biết đâu có thể là Hoàng Đức đấy. Okay. Có bạn còn bảo là tưởng đi đâu sang Thái, sang Campuchia cho rồi. Thực ra đây là một cái comment mà mình nghĩ rằng các bạn này không hiểu biết về bóng đá thì bạn ấy sẽ comment như thế. Thái Lan so sánh với Campuchia thì bạn này không hiểu biết rồi. một số bộ phận còn không chấp nhận Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam, nên đối với họ việc Hoàng Đức sang Pathum như một cái gì đó chạm vào lòng tự ái. Bản thân mình thì mình thấy rất là rõ cái việc là Thái Lan hiện tại nền bóng đá người ta hơn mình, giải bóng đá người ta cũng hơn mình, nói chung là nhiều cái hơn mình lắm. Các bạn sang Thái Lan các bạn đá những cái trận đấu ở cấp độ phong trào bán chuyên thôi, các bạn sẽ thấy nó hơn mình rất là nhiều. Và cũng phải nói thật với các bạn là mặc dù chúng ta vẫn tự hào là chúng ta yêu bóng đá, nhưng mà phải nói thật với các bạn là cái gọi là bóng đá học đường này, bóng đá đường phố của Thái Lan nó phổ biến kinh khủng khiếp luôn. Gầm cầu người ta cũng đá bóng futsal, ở trong trường học, các trường học tiểu học, trường học cấp 2 người ta cũng chơi bóng futsal. Và ở các sân bóng phong trào là người ta dành rất nhiều cái khoảng không để cho bóng đá phong trào người ta phát triển. Chính vì thế mà so Việt Nam so với bóng đá Thái Lan ấy, kể cả đến cái bóng đá phong trào chúng ta cũng thua, futsal chúng ta cũng thua. Nói chung là thực sự để mà nhìn lên cái cán cân thì mình nghĩ rằng là cái câu trả lời nó đã có rồi, chẳng qua là chúng ta không dám thừa nhận này thôi. Chúng ta đi sang Thái Lan là chúng ta thực sự là cũng đã là một bước tiến rồi, chứ đừng nói là các bạn phải mơ mộng đến tầm Nhật Bản, Hàn Quốc sang mà học hỏi các bạn ạ. Xin chào anh Dương Xuân Thắng. Sang Thái mà ổn thì dễ sang Nhật như Chanathip Subachok, Đặng Văn Lâm. Đúng rồi các bạn, thực ra là khi mà các bạn sang được Thái Lan rồi thì cái con đường mà sang đến Nhật Bản thì nó cũng không còn quá là xa vời đâu. Vì ở Thái Lan và Nhật Bản người ta có sự kết hợp, hợp tác như mình nói lúc đầu ấy, là bên Thái Lan là người ta mua bản quyền tại J-League, cho nên là tại cái giải vô địch quốc gia Nhật Bản ấy, người ta khá là tạo điều kiện cho các cầu thủ tại các câu lạc bộ tại Thái League để sang đến J-League tập luyện, thử việc. Đấy, rất là gần. Hoàng Đức sang Thái lương cao không? Vừa nãy cũng chia sẻ với mọi người rồi, tức là Hoàng Đức nếu trong trường hợp sang Thái Lan thì sẽ không có lót tay, mà sẽ có mức lương là khoảng, theo mình được biết, khoảng tầm hơn 20.000 đô, khoảng tầm 500 triệu tiền Việt Nam một tháng. Đấy là một mức lương mình nghĩ rằng là rất là ổn với Hoàng Đức. Và thực sự là cái việc mà 500 triệu một tháng như thế thì cũng không cần lót tay thật. Ở lót tay thì chúng ta sẽ có một cục rất là ok, đúng không? Nhưng mà tại cái vận hành của bên Thái League thì người ta sẽ không vận hành theo kiểu đấy, người ta sẽ trả theo tháng. Ok, đây là một cái thông tin rất là nóng chia sẻ với các bạn, và cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục có những cái tin nóng, một cái buổi livestream cũng tương đối là bất thường để gửi đến các bạn những thông tin nóng của bóng đá Việt Nam. Việc Hoàng Đức sang Thái Lan thăm cơ sở vật chất đúng là có thật, và hy vọng rằng là trong tương lai sớm thôi chúng ta sẽ có được những cái thông tin chính thức về việc là Hoàng Đức sang Thái Lan thi đấu. Mình mong chờ điều này, mình thực sự mong chờ điều này, và mình tin là Hoàng Đức sẽ góp mặt tại sân chơi hàng đầu tại Thái Lan, sẽ là một trong những cầu thủ tiếp theo của bóng đá Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Chúc cho Hoàng Đức thành công và sẽ mang về gọi là những bàn thắng, những pha kiến tạo tại đất nước khác không phải Việt Nam, đúng không? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi livestream nhé. Đừng quên bấm like, subscribe cũng như bấm nút chuông để được thông báo trước khi mà những buổi livestream của tôi lên sóng. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream tiếp theo.